hoặc nghe rõ âm thanh của phật khắp cùng mười phương các cõi nước tùy sự hiểu biết của chúng sinh vì họ diễn nói chẳng chướng ngại hoặc nghe rõ âm thanh của phật có chúng sinh thấu rõ âm thanh của phật nói pháp tuy nhiên âm thanh của phật là một thứ song người trời nghe là tiếng của người trời xúc sinh nghe là tiếng của xúc sinh ngạ quỷ nghe là tiếng của ngạ quỷ chẳng cần phiên dịch thầy đều hiểu rõ song cũng có chúng sinh chẳng minh bạch vì chẳng có duyên sâu dày với phật cho nên không thể minh bạch âm thanh của phật dù nghe được cũng chẳng hiểu khắp cùng mười phương các cõi nước từ âm của phật truyền bá đến tất cả cõi phật trong mười phương tùy sự hiểu biết của chúng sinh tùy theo sự hiểu biết của tất cả chúng sinh mà đáp được lợi ích bạn hiểu biết bao nhiêu thì minh bạch bấy nhiêu giống như trời mưa cây lớn thì hấp thụ lượng nước nhiều cây nhỏ thì đượm nhuần lượng nước ít thầy đều được lợi ích. Vì họ diễn nói chẳng chướng ngại, vì mỗi loài chúng sinh mà lời nói phát ra đều chẳng có chướng ngại. Hoặc thấy đủ thứ quang của Phật, chiếu sáng khắp hết thầy thế gian, hoặc có, ở trong Phật quang minh lại thấy chư Phật hiện thần thông. Hoặc thấy đủ thứ quang của Phật, hoặc có loại chúng sinh, thấy nhiều thứ quang minh của Phật, chiếu sáng khắp hết thầy thế gian, Tụ thứ quang minh này chiếu sáng mười phương thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Đề, cùng thành Phật Đạo. Hoặc có ở trong quang minh Phật, hoặc có lại chúng sinh ở trong quang minh của Phật, thấy chư Phật Bồ Tát hiện ra ở trong quang minh để thuyết Pháp, lại thấy chư Phật hiện thần thông, lại thấy chư Phật Bồ Tát ở trong quang minh hiện ra đủ thứ thần thông diệu dụng, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới này đều sinh tâm hoan hỷ, tin nhận. Hoặc thấy quang biển mây của Phật, từ lỗ lồng hiện sắc rực rỡ, thị hiện đạo tu hành thuở xưa, khiến sinh tìm sầu vào Phật trí. Hoặc thấy quang biển mây của Phật, hoặc có loại chúng sinh thấy được quang biển mây của Phật, đó là biểu thị quang minh của Phật, rộng lớn như biển cả và nhiều như mây. Từ lỗ lồng hiện sắc rực rỡ, Thứ quang minh này từ trong lỗ trần lồng của Phật hiện ra vô lượng vô biên quang biển mây có đủ thứ màu sắc rất rực rỡ phi thường. Thị hiện đạo tu hành thuở xưa, đủ thứ quang minh và đủ thứ màu sắc hiện ra ở trong lỗ lông lại thị hiện ra đủ thứ pháp môn, đủ thứ đạo của Phật tu khi Ngài ở tại nhân địa giống như diễn kịch. Từng màn từng màn hiện ra ở trước chúng sinh, khiến cho chúng sinh y theo Pháp mà tu hành khiến sinh tin sâu vào Phật trí. Tại sao phải thị hiện cảnh giới này? Vì muốn khiến cho đại chúng ở trong Pháp hội tin sâu Pháp này mà khai ngộ, đắc được đại trí huệ của Phật. Hoặc thấy tướng nghiêm phước của Phật, và thấy phước này sinh từ đâu, thuở xưa tù các ba la mật, đều thấy rõ trong tướng của Phật. Hoặc thấy tướng nghiêm phước của Phật, và có loại chúng sinh lại thấy 32 tướng và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân của Phật. Vì khi thủa xưa Phật tu hành thì tu phước tu huệ, cho nên phước huệ đều trang nghiêm, phước cũng trang nghiêm, huệ cũng trang nghiêm, cho nên gọi là lưỡng túc tôn, tức là phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ. Lưỡng túc tôn ở đây chẳng phải là hai chân, mà nghĩa là phước huệ đều đủ, vì chữ lưỡng nghĩa là hai, chữ túc có nghĩa là chân là đủ, song chữ tức ở đây nghĩa là đầy đủ. Và thấy phước này sinh từ đâu? Có loại chúng sinh thấy tướng trăm phước trang nghiêm của Phật, song chẳng biết phước này từ đâu đến. Phước này do sự tu hành trung đạo mà đến, cho nên phải tu phước tu huệ, phước huệ song tu. Giống như chiếc xe hai bánh, một lớn một nhỏ, thì tuyệt đối chẳng tiến về trước được. Phải phát triển đồng đều mới có hiệu quả. Do đó có câu: Tu phước không tu huệ làm voi mang anh là tu huệ chẳng tu phước là hán ôm bát không tu phước như thế nào tức là lợi ích chúng sinh làm nhiều công đức tu huệ như thế nào tức là giảng kinh thuyết pháp Xin tụng kinh điển lợi ích chúng sinh thì tăng trưởng phước báo chỉ tụng kinh điển thì khai mở trí huệ tuổi xưa tu các ba la mật tuổi xưa tu mười độ ba la mật tu vạn hạnh thì đến bờ bên kia đều thấy rõ trong tướng của phật đều nhìn thấy rõ ràng phước từ đâu đến ở trong tướng của phật công đức như lai không thể lường dùng mãn pháp giới khắp bờ mé và dùng thần thông các cảnh giới nhờ phật lực nên diễn nói được công đức như lai không thể lường công đức của phật rộng lớn vô biên không thể dò lường dùng mãn pháp giới chẳng bờ mé công đức của Phật xúc mãn khắp pháp giới chẳng có bờ mé và dùng thần thông các cảnh giới. Cảnh giới là sở hiện của thần thông. Thần thông diệu dụng này và thần thông các cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nhờ Phật lực nên diễn nói được. Nhờ mười phương chư Phật và đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca mới diễn nói được đạo lý này. Sự diệu dụng này và cảnh giới này bấy giờ thế giới hải hoa tạng trang nghiêm nhờ thần lực của đức phật mà tất cả mặt đất đều có sáu thứ mười tám tướng chấn động đó là động biến động phổ biến động khởi biến khởi phổ biến khởi dũng biến dũng phổ biến dũng chấn biến chấn phổ biến chấn hống biến hống phổ biến hống kích biến kích phổ biến kích khi nói xong bài cậy ở trên thì hoa tạng thế giới hải nhờ đại oai thần lực của phật phát sinh sáu thứ chấn động và tạng thế giới hải là do đủ thứ loại thế giới mà thành. Thế giới của chúng ta là thế giới ta bà, là từng thứ 13 trong liên hòa tạng thế giới ở trong hoa tạng thế giới hải. Trong thế giới này có vô lượng vô biển thế giới, chẳng phải chỉ có thế giới của chúng ta ở, mà còn có các thế giới khác. Tại sao đất phải chấn động? Vì sức đại oai thần thông của Phật, cho nên mới chấn động. Mặt đất đó có sáu thứ chấn động khác nhau một thứ lại có ba dạng phát sinh, cộng thành 18 tướng chấn động. Sáu thứ chấn động là chấn hống kích, động dũng khởi. Chấn hống kích thuộc về âm thanh, động dũng khởi thuộc về hình. Đất động và đất chấn là do đủ thứ nhân duyên mà phát sinh. Địa chấn tức là rung động sẽ tạo thành tai hại to lớn. Đất động chỉ động động mà thôi, chẳng có tai hại. Nhân duyên 10 thứ chấn động, một Nước động lớn thì đất cũng chấn động, Hai tất cả vị thần tôn quý muốn thử sức lực của mình lớn cỡ nào nên đất cũng chấn động. Ba khi Phật nhập thai thì đất cũng chấn động. Bốn khi Phật ra đời đất cũng chấn động. Năm khi Phật tu hành thành đạo chứng quả thì đất cũng chấn động. Sáu khi Phật chuyển pháp luân đất cũng chấn động. Bảy Phật không thuyết pháp không giáo hóa chúng sinh đất cũng chấn động. Tám khi Phật vào niết bàn đất cũng chấn động chín đại tỷ kheo có thần túc thông tâm đắc được tự tại quán đất vô tướng dùng thần thông khiến cho đất chấn động mười khi phật thọ ký cho bồ tát người tại thế giới nào thành phần, lúc đó địa thần hoan hỉ đất cũng chấn động ngoài ra còn có bảy thứ chấn động một khiến cho tất cả ma sợ hãi cũng có sự chấn động hai khi thuyết pháp khiến cho tâm của đại chúng chẳng tán loạn cũng có tình hình đất chấn động 3. khiến cho chúng sinh phóng giật, sinh tầm giác ngộ, đất cũng chấn động. Bốn khiến cho tất cả chúng sinh biết được pháp tướng, đất cũng chấn động. Năm khiến cho tất cả chúng sinh quan sát được nơi thuyết pháp, đất cũng chấn động. Gió khiến cho căn lành của chúng sinh thành thục, đắc được giải thoát, đất cũng chấn động. Bảy khiến cho tùy thuận chúng sinh, hỏi về trái nghĩa, đất cũng chấn động. Ngoài ra còn có ba thứ chấn động. Một khiến cho chúng sinh bất thiện, cải ác hướng thiện, lúc đó đất cũng chấn động. Hai khiến cho các chúng sinh tin các vị trời, biết trời chẳng phải cứu kính, lúc đó đất cũng chấn động. Ba khiến cho tất cả chúng sinh ngã mạn, sinh tâm hổ thẹn, lúc đó đất cũng chấn động. 18 tướng chấn động là gì? Một động có hình tướng nhìn thấy được, một phương động là động. Hai biến động, bốn phương lần lượt động. Ba phổ biến động, tám phương đều động. Bốn khởi, dưới hướng lên khởi tốc độ chậm hơn một phương khởi gọi là khởi năm biến khởi bốn phương khởi sáu phổ biến khởi tám phương khởi bảy dũng vọt từ dưới vọt đi lên tốc độ nhanh hơn một phương vọt gọi là dũng tám biến dũng bốn phương dũng chín phổ biến dũng tám phương dũng mười chấn có âm thanh đó đây cùng nhau chấn động một phương chấn gọi là chấn mười một biến chấn bốn phương chấn động 12 phổ biến chấn, 8 phương đều chấn, 13 hống, âm thanh rất lớn gọi là hống, một phương hống gọi là hống, 14 biến hống, 4 phương đều hống, 15 phổ biến hống, 8 phương đều hống, 16 kích, cùng nhau xung kích, một phương kích gọi là kích, 17 biến kích, 4 phương đều kích, 18 phổ biến kích, 8 phương đều kích lại có người nói rằng bốn phương chấn là chấn, tám phương chấn là biến chấn, mười phương chấn là phổ biến chấn. Đối nói này, tôi thấy rằng không thích đáng lắm. Tại sao? Vì sáu thứ chấn động ở phương trên chúng ta không biết. Tất nhiên chúng ta không biết, chỉ có thể nói là tám phương, không thể nói là mười phương. Một số người nói lấy một phương, bốn phương, tám phương làm tiêu chuẩn. Như thế thì hợp lý hơn. Còn có một lối nói rằng một phương chấn là chấn, Bốn phương lần được chấn là phổ biến chấn. Lần lượt và cùng lúc là khác nhau. Lần lượt là theo thứ tự chấn động, phương này chấn động rồi thì phương khác mới chấn động, chấn động từng phương từng phương, cùng lúc là đồng thời đều chấn động, hoặc là một phương hoặc bốn phương hoặc tám phương. 18 thứ chấn động này tức cũng đại biểu cho 18 giới. 18 giới là 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thần ý, 6 trần, giác thanh hương vị xúc pháp, 6 thức nhãn thức, nhĩ thức, tĩ thức, thiệt thức, thần thức, ý thức cũng giống như chấn động. Các vị thế chủ đó ai nấy đều hiện mây cúng dường không nghĩ bàn, mưa xuống nơi đại chúng hải hội đạo tràng của Như Lai. Ở trong các thế chủ này, có Phật, Bồ Tát, các vị thần, truyền luân thánh vương đều ở trong pháp hội đạo tràng. Mỗi vị thế chủ đều hiện ra mây cúng dường Phật không thể nghĩ bàn. Những mây này giống như mưa, mưa xuống nơi tất cả đại chúng hải hội Bồ đề đạo tràng của Như Lai, đó là mây tất cả hoa thơm tràng nghiêm, mây tất cả châu mani nghiêm sức vi diệu, mây tất cả lưới hoa bóng rực rỡ, mây vô biển các loại mani bóng quang minh viền mãn, mây tất cả tạng châu báu nhiều màu, mây tất cả trên đàn quý báu thơm, mây tất cả bảo cái, mây châu mani vườn vàng ra và âm thanh thanh tịnh vi diệu, mây chuỗi mani hình bánh xe sáng như mặt trời mây tất cả tạm quang minh báu mây tất cả đồ trang nghiêm đều khác biệt các thứ mây cúng dường như thế số nhiều vô lượng không thể nghĩ bàn những mây của các vị thế chủ cúng dường phật đều là những mây gì có mười một thứ mây cúng dường không thể nghĩ bàn một có đủ thứ mây hương và đủ thứ mây hoa để trang nghiêm hai có đủ thứ mây châu báu mani nghiêm sức vi diệu ba có đủ thứ mây châu báu phóng quang minh rực rỡ kết thành lưới hoa bốn có mây đủ thứ vô biên lại mani báu phóng quang mình viền mãn năm có đủ thứ mây tạng chân châu và các màu sắc báu sáu có đủ thứ mây quế báu gương trên đàn bảy có đủ thứ mây châu báu kết thành bảo cái tám có mây mani vườn vàng diệu âm thanh tịnh chín có mây chuỗi mani hình bánh xe sáng như mặt trời mười có đủ thứ mây báu phóng quang minh tạng 11 có đủ thứ mây đủ trang nghiêm đều khác nhau, ở trên để ra 11 thứ mây cúng dường làm đại biểu, còn có vô số vô lượng mây cúng dường, cũng có mây cúng dường nhiều không thể nghĩ bàn. Các vị thế chủ đó ai nấy đều hiện mây cúng dường như thế, mưa xuống khắp hết thảy nơi đại chúng hải hội đạo tràng của Như Lai. Tất cả những vị thế chủ này, ai nấy đều hiện ra mây cúng dường như đã nói ở trên, ở tại đại chúng hải hội bồ đề đạo tràng nơi Phật thành đạo chẳng có nơi nào mà chẳng có mây cúng dường. Như trong thế giới này, mỗi vị thế chủ đều sinh tâm hoan hỷ, cúng dường như thế. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, hết thảy các thế chủ của tất cả thế giới cũng đều cúng dường như thế. Trong tất cả thế giới đó đều có Đức Như Lai ngồi nơi đạo tràng. Giống như trong thế giới của chúng ta, mỗi vị thế chủ của một nước hoặc thần của một mảnh đất sinh tâm đại hoan hỷ đều đến cúng dường Phật như thế. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, có vô lượng thế giới, trong mỗi thế giới lại có vô lượng thế giới. Ở trong hết thảy tất cả vô lượng thế giới, hết thảy tất cả vị thế chủ, đều dùng mây cúng dường để cúng dường Phật. Tức cũng là hết thảy các ông vua ở trong mỗi quốc độ, đều phát tâm cúng dường như thế. Ở trong mỗi quốc độ, đều thấy Phật thành Phật ở dưới cội bồ đề cho nên phát tâm cúng dường Đức Phật ở trong thế giới hải hoa tạng dưới cội bồ đề của hết thảy tất cả thế giới phật đều ngồi ở đó thành chánh giác làm đạo tràng diễn nói diệu lý kinh hoàng nghiêm đại phương quảng phật mỗi vị thế chủ đều có sự tiên hiểu khác nhau sở duyên khác nhau môn phương tiện tam muội khác nhau tu tập pháp trợ đạo khác nhau thành tựu khác nhau ngộ hiểu các pháp môn khác nhau vào cảnh giới thần thông của như lai khác nhau vào sức cảnh giới của Như Lai khác nhau, vào môn giải thoát của Như Lai khác nhau. Mỗi thế giới đều có thế chủ, tức cũng là ông vua. Mỗi ông vua đều sinh tâm, tin sâu, thấu hiểu về Pháp, nghe Pháp có bà điều lợi ích. Một văn ích, ích lợi của sự nghe, vì thấy nghe hay sinh tâm tin hiểu, nghe được pháp của Phật nói mà minh bạch đạo lý bên trong, đây gọi là tin hiểu cũng gọi là lợi ích của sự nghe. Hai từ ích ích lợi của sự suy nghĩ, nha rồi về suy nghĩ quán lý chân thật của lời nói. Ba Tù ích ích lợi của sự tu, ở trong ích lợi của sự tu lại có bảy thứ lợi ích. A tu môn, tu đủ thứ pháp môn tam muội mà thành tựu thánh quả. B tu pháp y theo pháp tu hành thì đắc được pháp hỷ sung mãn. Pháp chủ yếu là phải có tín tâm, nguyện tâm sau đó phải thực hành. C. Tù quả, do tù mà minh bạch đạo lý chứng được thánh quả. D. Tù ích, phải tu hành mới đắc được đủ thứ lợi ích. E. Tù truyền, truyền phàm phu thành thánh nhân. F. Tu đồng, pháp môn mà chúng ta ngộ hiểu, đồng với pháp môn của các vị thánh nhân chứng đắc trong quá khứ. G. Tù cực, tu đến cực điểm trong sự tu cực lại chia ra ba loại. Một đại bi cực vào cảnh giới thần thông của Phật. Tại sao phải vào cảnh giới thần thông của Phật? Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, đó là thành tiêu ân đức của Phật. Hai đại trí cực vào sức cảnh giới của Phật, vào sức trí huệ của Phật. Lúc đó bi trí siêu tuyệt, chẳng gì sánh bằng. Đây là thành tiêu trí huệ của Phật. Ba tự tại cực và môn giải thoát của Phật trở sạch tất cả chướng ngại, tâm cảnh đều tự tại. Tức cũng là tâm cảnh như như, tâm cảnh không hai Đó là thành tựu đoạn đức của Phật Tức cũng là thành tựu tất cả môn giải thoát của Phật Mỗi vị thế chủ đều đắc được ba thứ lợi ích phần từ tù Mỗi vị thế chủ sau khi tâm tin hiểu sâu xa rồi Ai nấy y chiếu theo nhân duyên của mình để tu hành Tù môn phương tiện tam muội của mình Còn phải tu tập pháp trợ đạo của mình Tức cũng là làm tất cả việc lành dùng công đức lành để trợ giúp sự tu đạo, mình tu pháp môn của mình thì sẽ đắc được pháp mình tu, cho nên ai nấy đều sinh tâm đại hoan hỷ. họ càng vào sâu pháp môn sở tu thì đều ngộ hiểu sở tu các pháp môn, sở tu được thần thông diệu dụng của Phật, đều vào cảnh giới của Phật, cũng vào cảnh giới trí huệ được của Phật, cuối cùng đều vào môn giải thoát của Phật. môn giải thoát này tức là đoạn đức của Phật, đoạn tất cả phiền não đắc được giải thoát như nơi thế giới hải hoa tạng này mười phương tận pháp giới hư không giới trong tất cả thế giới hải cũng đều như thế ở trong hoa tạng thế giới hải này hết thảy thế giới trong mười phương hết thảy hư không giới trong tất cả thế giới hải mười phương mỗi thế giới đều như thế mỗi vị thế chủ của thế giới đều nổi mây cúng dường sau đó hết thảy các vị thế chủ đều vào môn giải thoát của phật bây giờ đã lược giảng xong phẩm thứ nhất thế chủ diệu nghiêm nay dùng kệ khen ngợi để giải thích hòa nghiêm pháp hội bảo tạng linh văn đại thiên kinh Quyền nhất vi trần phổ xuất tại đương nhân hòa vũ tân phân pháp giới phổ huân văn đây là kệ khen ngợi một phẩm Kinh hoa nghiêm này hoa nghiêm hải hội hải hội của kinh hoa nghiêm vô cùng vô tận bảo tạng linh văn bộ kinh này là bảo tạng còn là linh văn bất cứ người nào tụng thì người đó có công ích và lợi ích. Đại thiên kinh quyển nhất vi trần, bộ kinh quyển này lớn như đại thiên thế giới, chứa đựng ở trong một hạt bụi, phẩu xuất tại đương nhân. Dùng đao bổ hạt bụi ra, thì đại thiên kinh quyển hiện ra, chính bạn như có bổn sự này, tức bổ hạt bụi này ra thì minh bạch được đạo lý của kinh hoa nghiêm. Hoa vũ tân phân, bạn làm được như thế thì trải mưa hoa báu xuống rực rỡ, pháp giới phổ vân văn tất cả chúng sinh trong pháp giới đều được pháp vị công đức vân tập tất cả chúng sinh đều được nghe hết tập 4